Ngày 17 tháng 10 năm 2017, gần 50 phóng viên, biên tập viên đã tham gia khóa tập huấn báo chí về phát triển công trình xanh tại Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Ban điều phối công trình xanh và công ty Capital House tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về thúc đẩy phát triển công trình xanh tại Việt Nam. Tại lớp tập huấn, gần 50 phóng viên, biên tập viên của các báo, đài trong nước đã được nghe những thuyết trình xoay quanh phát triển công trình xanh tại Việt Nam của Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Mạnh Nguyên, CEO Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị xanh Việt Nam, ông Trịnh Tùng Bách, giám đốc nghiên cứu và phát triển Capital House, bà Đỗ Ngọc Diệp, chuyên gia công trình xanh Việt Nam của IFC, ông Nguyễn Công Thịnh, phó vụ trưởng vụ vật liệu xây dựng, ông Lê Văn Tới, nguyên vụ trưởng vụ vật liệu xây dựng cùng nhiều chuyên gia kinh tế xây dựng khác. Thời gian gần đây, trào lưu xây dựng công trình xanh đang khá rầm rộ trên thị trường. Từ dự án bình dân đến dự án cao cấp, từ biệt thự đất nền đến căn hộ chung cư, cứ dự án nào gắn với mảng xanh sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Tuy nhiên, thế nào là công trình xanh thì không phải ai cũng hiểu. Lớp tập huấn báo chí về phát triển công trình xanh là một hoạt động quan trọng trong chương trình thúc đẩy phát triển công trình xanh tại Việt Nam để nâng cao nhận thức về công trình xanh trong cộng đồng. Thông qua lớp tập huấn, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ cấp chứng chỉ cho các phóng viên, biên tập viên tham gia.